Khánh công khai hẹn hò. Mới đây, cặp đôi Khởi My Calvin Khánh công khai hẹn hò tại một nhà hàng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong trang phục thoải mái hợp với không khí mát mẻ của buổi tối Sài Gòn, cặp đôi sánh vai đến một nhà hàng ở quận 7 để hẹn hò và đánh nhau vì miếng ăn. Thực tế, cặp đôi bá đạo Khởi My Calvin Khánh đang ghi hình cho show truyền hình trực tiếp của Vờ Lai gặp là Chiến. Vì live stream trực tiếp nên Khởi My Calvin Khánh đã gửi lời mời đến fan hãy mau chóng đến nhà hàng để cùng tham gia chương trình. Hai bạn đến sớm nhất sẽ được tham gia team của Khởi My và team của Calvin Khánh. Hai đội sẽ thực hiện thử thách trong chương trình. Đây là show ẩm thực hài hước nên hai đội phải cùng nhau ganh đua trong các trò game. Đội nào chiến thắng sẽ được ăn. Ở game đầu tiên, Calvin thắng và được ăn, nhưng Khởi My không để team đối thủ ăn dễ dàng. Cô nàng liên tục phá đám và chọc ngoáy, thậm chí cắn. Tiếp tục thắng ở game 007, Calvin Khánh được ăn bò bít tết và lầy lội bê đĩa thức ăn tránh xa Khởi My, khiến cô nàng cay đắng đi theo đĩa thức ăn để cướp. Fan xem trực tiếp liên tục bình luận và tỏ ý tội nghiệp My và Khánh tham ăn, ác như quỷ, tham ăn như heo. Game thứ 3 có lẽ là game lầy lội nhất, vì được hai đội hào hứng tham gia, đội trưởng sẽ phải bịt mắt và đút cho fan ăn, đội đối phương phải giữ fan ngồi im không được di chuyển. Nhưng team bá đạo nhất không phải là Calvin Khánh hay Khởi My mà là BD của chương trình. Khi thông báo hai đội phải đưa ra được giá đồ ăn gần đúng nhất với hóa đơn, hơn kém 5%, nếu sai sẽ phải tự thanh toán tiền, hai đội trưởng lại khẩu chiến để phân chia. Cùng xem lại độ lầy lội của cặp đôi bá đạo Khởi My. Hey.